Minasan Konnichiwa Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen Trước khi vào bài học, mình muốn hỏi các bạn đang làm gì nào? À, các bạn đang xem và học video đúng không nào? Còn mình thì đang dạy Vậy hôm nay chúng ta sẽ học cách nói một hành động đang diễn ra trong tiếng Nhật Hay Hajime maso. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức ảnh Anoito wa Namu san desu Namu san wa ima hatareitemasu Namu wa bạn nam thì đang làm việc và ở đây mình sẽ thấy một mẫu ngữ pháp mới động từ chia về thể t imas vậy t imas có nghĩa là đang làm về. và cách dùng của nó biểu thị một hành động đang diễn ra và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé anohito wa yamada san yamada san ima kakete yamada san ima kakete Yamada thì bây giờ đang gọi điện thoại. Hai. Tarokin. Tarokin thì bây giờ đang đang viết thư đúng không nào? Tarokin wa ima tegami o kaite mas. Tarokin wa ima tegami o kaite mas. Bé Taro thì đang đang viết thư. Mai chẳng. À, Mai thì đang làm gì đây? Này. Bé Mai thì đang xem TV. Mai chẳng wa ima terebi o mitemasu. Mai chẳng quá ima terbio mitemas. Bé Mai đang xem TV. Vậy thì đối với câu hỏi thì mình sẽ thêm cá vào cuối câu đúng không nào? Hay ima amega fute ka Ima amega fute ka Trời, trời đang mưa phải không? Vậy nếu đồng ý thì mình sẽ trả lời là hay fute mas. Hay fute mas. Còn nếu không đồng ý thì các bạn sẽ trả lời là Ie futte masen. Ie futte masen. Không, trời đang không mưa. Và bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thật nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. Dạ, mata kondo onegashimasu.